Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một trong những tai họa thường xảy ra ngày nay đó là tình trạng mất mùa. Nguyên nhân gây ra tình trạng mất mùa này là gì? Mời quý đạo hữu cùng theo lão pháp sư Tịnh Không trả lời phỏng vấn để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Còn có rất nhiều loại tai họa, thí dụ một trong số đó là tình trạng mất mùa. Làm thế nào lại xuất hiện tình trạng mất mùa này ạ? Ngoài tình trạng mất mùa còn có bệnh dịch. Hiện nay còn có vấn đề năng lượng. Năng lượng, vấn đề đều vô cùng nghiêm trọng. Vì sao tạo thành nạn mất mùa vậy? Do lãng phí mà tạo nên. Nước Mỹ chính là tiêu biểu nhất cho sự lãng phí. Cho nên có rất nhiều nhà tiên tri dự báo là sự phát sinh tai nạn trên toàn thế giới là từ nước Mỹ. Chúng ta tin tưởng. Vì sao vậy? Nước Mỹ chỉ có 300 triệu người, nhưng họ tiêu hao 1/4 năng lượng toàn thế giới. Là nước nhập khẩu lớn, 1/4 năng lượng toàn thế giới. Sự lãng phí đó thật là đáng sợ. Rất dễ dàng nhìn thấy một đĩa thức ăn, họ ăn một miếng rồi dứt bỏ, thì họ làm sao mà không có nạn đói được chứ? Tổ tiên nói với chúng ta là vật lực có được rất khó. Một hạt gạo đều phải trân quý, đều không được phép lãng phí. Ngài vừa rồi có nói đến nước Mỹ, Ngài có một phán đoán rất quan trọng. Ngài hãy dùng ngôn ngữ truyền thống nói lại cho chúng con một lần nữa về tình hình của nước Mỹ à. Người Mỹ không biết được chính là quý trọng cuộc sống vật chất. Khắp nơi đều nhìn thấy sự lãng phí thật quá đáng. Cho nên khi tôi ở đó, chúng tôi biết được tài nguyên của toàn thế giới. Nước Mỹ chỉ có 300 triệu người, nhưng tài nguyên cung cấp cho họ đã chiếm mất 1/4 rồi. 1/4 tài nguyên của toàn thế giới cung cấp cho người Mỹ. Cho nên họ không biết trân trọng vật lực. Chúng tôi nhìn thấy thức ăn dứt bừa bãi mọi nơi, nhìn thấy rất là đau lòng. Trong Phật Pháp có câu: một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng mà trả. Khi Phật còn tại thế, cuộc sống của người xuất gia là một ngày ăn một bữa, ăn một bữa giữa ngày. Chúng tôi cũng đã làm qua thử nghiệm rồi. Trước đây tôi ở Đài Trung học tập, trong thời gian 5 năm tôi một ngày chỉ ăn một bữa, có một chút tâm đắc. Vì vậy tôi thỉnh giáo với lão sư Lý để thảo luận vấn đề này, vấn đề ăn uống. Con người là một bộ máy, hoạt động của nó phải dựa vào năng lượng, gọi là nguồn năng lượng. Thức ăn là nguồn bổ sung năng lượng. Thế nhưng thân thể của mỗi người không giống nhau. Có người rất tiêu tốn năng lượng, có người tiết kiệm năng lượng. Kết quả là lão sư Lý đồng ý lời nói này của tôi. Tôi hỏi tiêu hao năng lượng thì rốt cuộc là tiêu hao ở chỗ nào vậy? Kết luận của tôi là 95% năng lượng bị tiêu hao trên vọng niệm. Vọng niệm càng ít thì tiêu hao năng lượng càng ít, càng thấp đi. Năng lượng họ cần đến là càng ít. Lão sư Lý rất đồng ý với cách nghĩ này của tôi. Tâm càng loạn thì càng cần nhiều năng lượng. Đúng rồi, tâm địa thanh tịnh thì không cần nhiều năng lượng như vậy. Họ ăn một bữa là đủ rồi. Con người có thể sống như vậy được sao? Có thể được chứ. Vọng niệm của bạn càng nhiều thì tiêu hao năng lượng càng nhiều. Một ngày bạn ăn 3 bữa vẫn không đủ, bạn vẫn còn phải ăn điểm tâm hay ăn những thứ khác để bổ sung năng lượng. Bạn tiêu hao nhiều, nếu như bạn bổ sung không đủ thì bạn sẽ sanh bệnh thôi. Cho nên tâm của con người càng thanh tịnh thì càng thoải mái, dễ chịu. Những thứ bạn cần rất ít, hơn nữa thời gian rất dài. Đây là cuộc sống rất hạnh phúc. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Cho nên chúng tôi từ điểm này có được một kết luận. Đây là Phật trên kinh nói cho chúng ta, là nói định nhân định thắng thiên. Công phu định lực của A-la-hán thì tâm của các ngài càng thanh tịnh, thanh tịnh hơn nhiều so với chúng ta. 7 ngày ăn một bữa,
công phu của Bích Chi Phật so với A-la-hán còn cao hơn. Nửa tháng ăn một bữa. Càng lên cao hơn thì tâm đạt đến vô cùng thanh tịnh, thì đoạn dứt luôn việc ăn uống, không cần thiết nữa. Cho nên tài sắc danh thực thủy, đây gọi là ngũ cái, đều là những thứ không bình thường. Người bình thường không cần thiết đến năm thứ này. Ngũ cái giống như năm cái nắp dung vậy. Đúng vậy, giống như nắp nồi, nó che đậy bạn lại, nó đậy tâm của chúng ta. Đúng vậy, không sai. Cho nên nói tài sắc danh thực thủy, trong những điều này có ăn uống. Ăn uống có thể không cần thiết. Đến khi nào có thể không cần thiết nữa? Ở cõi trời dục giới, ở tầng thứ 6 của cõi trời dục giới thì không cần ăn nữa. Cõi trời sắc giới thì hoàn toàn không cần ăn. Đây là thiên đạo, là tình trạng của chúng sanh cõi trời. Đúng vậy, là thiên đạo, họ không cần phải ăn uống. Chúng ta ngày nay thấy người thế gian xem tiêu dùng xếp số 1, hưởng thụ là đệ nhất. Đây là sai lầm, quan niệm sai lầm. Như thế nào mới đúng? Trong Phật Pháp nói là trí huệ chí thượng, thiền định đệ nhất. Có định mới sanh huệ. Tâm của bạn loạn thì làm sao mà sanh trí huệ được chứ? Cho nên chúng ta hiện nay nhìn thấy trường học, tôi ở trong nước thấy rất ít, nhưng ở nước ngoài nhìn thấy rất nhiều trường đại học. Vì tôi cũng kiêm nhận học hàm giáo sư, khi chúng tôi đi xem thấy sinh viên hiện nay rất đáng thương. Tâm tính thì bao chao không an định, tâm tính bao chao không ổn định thì chúng ta có thể học được điều gì? Thầy giáo trên bục giảng bài nhưng tinh thần của học sinh không thể tập trung, nhìn đông ngó tây. Thời gian tập trung vào bài học nhiều nhất khoảng hơn 10 phút. Sau 10 phút tâm đã chạy ra chỗ khác rồi, chạy lung tung. Cho nên chúng ta làm sao có thể học được chứ? Còn nghe nói ngày dạy cho sinh viên trường đại học Cambridge cũng là tình trạng như vậy phải không ạ? Đúng vậy, họ cũng tâm tính bồn chồn. Họ còn tương đối tốt một chút. Thời gian giảng bài một giờ của tôi, họ đều có thể nghe được hết. Nhưng lúc thông thường thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Còn về giáo học của Thánh Hiền thì nhất định là cần phải định. Cho nên tôi liền nghĩ đến, tôi lần đầu tiên gặp chuyên gia đại sư. Bạn xem khi tôi hỏi Ngài, tôi nói lão sư Phương giới thiệu Phật Pháp cho con biết là Phật Pháp rất thù thắng, vậy thì có phương pháp nào giúp con có thể nhanh chóng khế nhập hay không? Ngài liền nhìn vào tôi, nhìn khoảng nửa giờ đồng hồ. Khi đó tôi không biết. Đến khi mười mấy năm sau, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Ngài nhìn thấy điều gì ở tôi vậy? Là tâm của tôi bất định, nên nhất định là phải khiến cho toàn bộ con người tôi an định xuống. Bạn xem Ngài nhìn tôi nhìn Ngài. Đến nửa giờ đồng hồ, dòng điểm không còn nữa. Tôi đang chờ sự khai thị của Ngài. Ý Ngài nói là hai người ngồi như vậy phải không ạ? Đúng vậy, chính là ngồi như vậy. Ngài ngồi chỗ này, đại sư ngồi ở đây phải không ạ? Hai người ngồi như vậy nhìn nhau ạ? Đúng vậy, mặt đối mặt. Nửa tiếng đồng hồ không nói một câu. Đúng vậy, trong nửa giờ đồng hồ tôi nêu ra câu hỏi. Sau nửa tiếng Ngài mới nói một chữ là có. Nghe được chữ có này, tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi liền chú ý lắng nghe. Nhưng sau khi nói chữ có, Ngài lại im lặng tiếp. Tôi vừa động thì chẳng phải thần khí lại lộ ra, đúng không? Lúc này Ngài dừng lại khoảng 5 đến 6 phút. Khi là an định xuống, Ngài mới nói cho tôi. Lời Ngài nói cho tôi không nhiều, đó là 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho trót. Cả đời bạn đều sẽ không thể nào quên được. Hơn nữa bạn sẽ tín thọ phụng hành. Bạn thật sự làm thật sự có hiệu quả. Cho nên khi tôi ra về, Ngài tiễn tôi ra đến cổng, vỗ vai tôi và nói: và hôm nay nói với con 6 chữ này, con hãy làm cho tốt trong 6 năm. Tôi thật sự nghe lời, thật sự làm. Sau đó tôi còn nói, con nên bắt đầu hạ thủ từ chỗ nào? Ngài nói bắt đầu từ bố thí, tặng đồ cho người khác. Bắt đầu từ bố thí chính là buông xuống. Như vậy mà nói thì nửa giờ này trên thực tế chính là thầy giáo đang dạy học trò. Đúng vậy, chính là một phương pháp của giáo dục. Chính là dạy bạn an định tính khí sốc nổi của bạn xuống. Đúng vậy, bạn không an định thì Ngài sẽ không giảng cho bạn. Thưa Ngài, hiện nay giáo viên trong trường đại học dạy điều gì vậy? Là dạy các bạn phải biết tiêu dùng, các bạn phải biết kiếm tiền. Tôi dạy cho các bạn làm thế nào để kiếm tiền. Ngày nay giáo viên trong trường đại học đang dạy điều này. Tôi không tin tưởng, bởi vì tôi ở nước Úc, tại tòa nhà học viện thương mại của trường đại học Griffith. Sau khi xây dựng xong rồi, họ tổ chức một nghi lễ khánh thành. Họ mời một nhà kinh tế học người Mỹ, người này rất nổi tiếng, cũng là dạy mọi người làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để tiêu dùng. Hôm đó vị hiệu trưởng ngồi bên cạnh tôi. Tôi và hiệu trưởng quan hệ rất tốt. Tôi nói với hiệu trưởng, tôi nói tôi không tin tưởng lời nói của nhà kinh tế học này. Ông ấy hỏi gì sao vậy? Tôi nói vì chính ông ấy không có tiền.
Bản thân ngài ấy không có tiền lại còn đến dạy người khác à? Đúng vậy, ông ấy còn làm giáo sư, lấy chút tiền này để sống qua ngày. Bản thân ông ấy dạy người khác kiếm tiền mà chính mình lại không kiếm được tiền, như vậy không thể dựa vào ông ấy được rồi. Hiệu trưởng nghe vậy thì cũng ngây người ra. Ông ấy hỏi tôi gì thì cách nhìn của ngài như thế nào. Tôi nói nhà kinh tế học kia không ổn rồi, ông ấy không thể làm giáo sư kinh tế. Tôi nói chức vụ giáo sư này để tôi làm. Ông hiệu trưởng hỏi ngài có phương pháp à? Tôi nói đúng vậy. Tôi nói nhà kinh tế học có những phương pháp kia, vậy bằng những phương pháp này giống như người nông dân trồng trọt. Ông ấy hiểu được cách trồng trọt, nhưng ông ấy không có hạt giống, vì vậy ông ấy không có tiền. Tôi nói tôi hiểu được phương pháp, tôi lại còn có hạt giống nữa. Cho nên khi nói ra thì mọi người đều cười ồ lên. Chính là bố thí. Bố thí là nhân, càng bố thí thì càng được nhiều. Chính là bố thí. Bố thí cho những người nghèo khổ, cho những người cần sự giúp đỡ à. Đến khi bạn cần thì sẽ có duyên. Hiện nay tôi làm bất cứ việc gì, khi tôi vừa kêu gọi thì lập tức có tiền đến. Đó là duyên. Bạn có nhân, không cần phải đi kiếm tiền, không cần phải vất vả như vậy. Đây là sự thật, đúng vậy. Tôi đã làm như vậy 57 năm rồi. Cho nên lời thầy dạy cho tôi vì sao lại tôn kính đối với thầy như vậy. Ngày ngày đều lại thầy để cảm ơn. Ngài không dạy cho tôi thì cả đời này của tôi sẽ nghèo cùng đến cuối đời rồi. Đây đều là thầy dạy cho tôi. Tôi tin tưởng, tôi thật làm. Cho nên thật sự là phát tài, có đại đạo lý. Bạn bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Bố thí vô úy thì được mạnh khỏe sống lâu. Vì thì ba loại bố thí này chúng tôi đều làm rồi. Cho nên tôi không thể sanh bệnh. Tôi thường xuyên nói với mọi người là tôi không có chi phí chữa bệnh thuốc thang. Chi phí thuốc thang của tôi đều bố thí hết rồi. Ngài đúng là thật sự không sanh bệnh, thật sự mạnh khỏe. Cho nên rất nhiều người nhìn thấy ngài như vậy đều rất ngưỡng mộ. Đúng vậy, hiện nay ở Úc, tôi ở thành phố Tu Quynh Ba. Thành phố này có một bệnh viện. Mỗi một tháng tôi tặng cho họ 10.000 đồng chi phí thuốc thang. Tặng cho người nghèo một năm là 120.000 đồng, hàng năm đều không gián đoạn. Còn có một chỗ của Đạo Cơ Đốc, gọi là trung tâm chăm sóc người lâm chung. Tuy là trung tâm này do họ làm ra, nhưng họ không phản đối bất kỳ tôn giáo nào. Người bị bệnh nặng đến nơi đó mà dùng nghi thức của Phật giáo để làm thì họ vẫn hoan hỷ, họ chăm sóc. Cho nên hàng tháng tôi cũng tặng cho họ 10.000 đồng. Một năm cũng là 240.000 đồng, hàng năm đều tặng như vậy. Đây đều là gì? Đây chính là bố thí vô úy. Quả báo là mạnh khỏe sống lâu. Đúng rồi, chẳng phải là tôi mạnh khỏe sống lâu hay sao? Chính bản thân mình có thể đích thân kiểm chứng. Mỗi một người trong thiên hạ đều có thể như vậy. Không nhất thiết bắt buộc phải là người xuất gia, không nhất thiết. Bất kỳ người nào cũng đều là như vậy. Bởi vì đó là nguyên lý nguyên tắc. Đúng vậy, không sai. Chỉ cần bạn chịu tin tưởng, bạn chịu nghiêm túc thực hành. Tin tưởng à, đúng vậy, thì nhất định cảm ứng có thể hiện tiền. Còn có một câu hỏi rất quan trọng sẽ được tiếp tục thỉnh giáo ngài. Có rất nhiều người hiện nay càng ngày càng nhận thức sâu sắc về Phật Pháp. Trên thực tế đó là khoa học cao cấp nhất. Có rất nhiều thành phần của tri thức lẫn năng lực hiện nay vẫn chưa đuổi kịp Phật Pháp. Có một số, thí dụ nói một số đạo lý sâu sắc vẫn chưa thể lý giải ngay được. Thí dụ nói tâm tham của con người vì sao có thể chiêu cảm đến nạn nước. Đúng vậy, không sai. Vì những điều con tìm hiểu được, không biết ngài thấy điều này có đúng hay không. Con người họ thấy trên kinh nói, thí dụ một người tham ăn thì trong miệng họ sẽ tiết ra nước bọt. Đúng vậy, điều này là trên kinh nói. Nếu như họ nhìn thấy người thân của họ, người yêu thương của họ đi xa, họ sẽ rơi lệ. Khi đó sẽ có tướng nước xuất hiện. Ngài có thể giảng tỉ mỉ cho mọi người vì sao lòng tham của con người là chiêu cảm đến nạn nước này ạ? Là cảm ứng. Bạn xem có người vừa nổi giận thì gương mặt liền đỏ, nhiệt độ tăng lên, hỏa bốc lên. Ngu si chính là hồ đồ nên mới tạo thành phong tai. Phong tai đến cực điểm chính là tạo thành bão cát. Còn nhận thấy điều này đã hồ đồ đến cực điểm rồi. Khi đến gió cũng đều dơ bẩn đến cực điểm. Cho nên bạn nghiên cứu tỉ mỉ giáo huấn của Phật, bạn chăm chỉ thực hành thì bạn liền sẽ có cảm ứng. Hiểu rõ đạo lý này thì nhất định phải buông xuống. Cho nên đây là phương pháp học tập hoàn toàn trái ngược giữa Phật Pháp và khoa học. Khoa học chính là như Lão Tử từng nói, vi học nhật ích, ngày ngày đều phải nâng cao hơn nữa. Còn Phật Pháp là đạo học, vi đạo nhật tổn, ngày ngày đều phải buông xuống. Đến cuối cùng ngay cả ý niệm cũng phải buông xuống thì bạn liền thành công rồi. Buông xuống là gì? Là quay trở về điểm khởi động.
trở về với tự tánh. Tự tánh là viên mãn. Con người làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Buông xả mới có thể minh tâm kiến tánh. Còn ngày ngày học tập thì vẫn không được. Cần phải thật sự buông xả. Buông xả trong cuộc sống, đúng vậy không sai. Cho nên Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng là buông xuống chấp trước. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không còn chấp trước nữa thì bạn thành chánh giác, mà liền chứng được quả vị A-la-hán. Nếu như tiến thêm một bước nữa là buông xuống phân biệt, không còn phân biệt hết thảy các pháp nữa, thì bạn liền thành Bồ Tát. Bạn liền chứng chánh đẳng chánh giác. Mức độ cao nhất chính là không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm không còn nữa thì bạn quay trở về với tự tánh. Đó gọi là Phật Đà. Đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có quan hệ gì với việc học hay không học. Thích Ca Mâu Ni Phật làm tấm gương cho chúng ta. Ngài học, Ngài học 12 năm. Năm 19 tuổi Ngài rời khỏi gia đình ra đi cầu học. Năm 30 tuổi Ngài thành đạo. Ngài đã học 12 năm. Làm thế nào để thành đạo vậy? Ngài buông xả tất cả những điều học được rồi, Ngài mới có thể thành đạo. Nếu như không buông xuống những thứ Ngài đã học được thì sẽ biến thành sở tri chướng. Những lời nói của Ngài có phải là nhắc nhở các nhà khoa học chú ý lắng nghe không? Đúng vậy. Các nhà kinh tế học cũng cần phải lưu tâm lắng nghe. Đúng vậy. Cần phải buông xả. Sau khi buông xả rồi thì hết thảy đều minh bạch rồi, hoàn toàn hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Trong triết học và khoa học, bạn sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn. Giống như lúc nãy Ngài nói là con người nếu như có tâm ngạo mạn, có tâm như thế này, họ đi đọc những kinh điển của Thánh Hiền thì họ sẽ không hiểu. Đúng vậy, họ đọc không hiểu, vì họ bị những thứ này chướng ngại mất rồi. Cho dù có nói rõ thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không cách nào thể hội được. Họ cho rằng họ đã hiểu rồi, họ có học gì, họ là chuyên gia, nhưng thực ra là họ chưa hiểu. Điều này được biểu hiện ra như thế nào ạ? Biểu hiện rất rõ ràng ở chỗ là, thứ nhất là biểu hiện ở đức tính khiêm tốn. Người xưa nói, người học vấn thâm sâu thì khí chất bình hòa. Nếu như những nhà khoa học này vẫn ngạo mạn, vậy thì đó chính là điều mà Khổng Tử nói. Dẫu có tài năng và tốt đẹp như Chu Công, nếu kiêu ngạo và keo kiệt thì những thứ khác chẳng đáng để xét đến. Là giả không phải là thật. Thế nhưng Ngài biết là những chuyên gia học giả, những nhà khoa học này, điều đầu tiên họ xem thường lại chính là tổ tiên của chúng ta. Đúng vậy, không sai. Họ cũng không tin tưởng Thánh Hiền của phương Tây, cho nên họ gặp phải tai họa. Họ đang làm ra tai họa, nên họ phải gánh chịu tai họa. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài biết là những chuyên gia học giả này biên soạn cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại, chúng còn lớn lên là học qua cuốn sách này. Cuốn sách này có 1069 trang. Con kiểm tra thấy có một câu là nhân định thắng thiên. Trong đó họ giải thích như sau. Cái gì gọi là nhân định thắng thiên? Học sinh đều phải tra nghĩa. Họ giải thích là sức mạnh con người có thể chiến thắng tự nhiên, có thể cải đổi tự nhiên. Giải thích sai rồi. Câu hỏi của con là từ điển có phải là giải thích sai rồi không ạ? Họ giải thích sai rồi. Chữ của từ điển không sai. Con người khi đạt được thiền định thì liền thắng thiên. Con người nếu tu thiền định, nhập định đến một mức độ nhất định, liền siêu vượt cõi trời, là siêu vượt lục đạo rồi. Trong lục đạo, phía trên cõi người là 28 tầng trời. Đây là cách nói của nhà Phật à? Đúng vậy. Nhà Nho cũng thừa nhận điều này. Không phải là khẩu hiệu cải tạo tự nhiên, không phải như vậy. Khi công phu thiền định của bạn đạt đến mức độ nhất định thì bạn sẽ siêu vượt thôi. Chúng ta lấy câu nói này làm thành chân lý, vẫn tiếp tục đang cải tạo tự nhiên. Vậy thì Ngài biết là mấy mươi năm nay toàn thế giới đều đang làm như vậy. Không phải như vậy, họ giải thích sai rồi. Người xưa nói câu này không sai. Con người phải định mới có thể thắng thiên. Tâm bạn không định thì bạn không thắng được rồi. Tâm của bạn định rồi, định là chân tâm. Bất định là vọng tâm. Vọng tâm biến hiện ra điều gì vậy? Là hiện tượng của lục đạo. Bạn dùng chân tâm thì lục đạo không còn nữa. Bạn làm sao mà không thắng thiên chứ? Bạn siêu vượt lục đạo rồi. Thiên ở đây là chỉ thiên đạo phải không ạ? Đúng vậy. Những chuyên gia học giả này họ giải thích sai rồi. Tổ tiên chúng ta dạy cho con cháu thế hệ sau cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đúng vậy, không sai.
là lo sợ cho con cháu có tai nạn, là ý này phải không ạ? Đúng vậy. Ngày nay những người mắng chửi tổ tiên rất nhiều, đó là đại bất hiếu. Đời này đến đời kế tiếp của bạn được truyền xuống là do bạn được hưởng ân đức của tổ tiên. Hơn nữa tổ tiên để lại thứ tốt đẹp như vậy, vì mà bạn không học tập thì chẳng phải là bạn đáng bị chịu tội hay sao? Sự yêu thương và ân đức của tổ tiên đối với bạn, bạn hoàn toàn xem thường rồi. Cái tội này rất nặng. Có người xem qua đĩa hài hòa cứu giảng nguy cơ, sau khi nghe được sự dạy bảo của Ngài thì có một thể hội rất sâu sắc, nói là cổ thánh thiên hiền xưa kia trên thực tế họ là những nhà giáo dục lớn, nhà khoa học lớn. Vì sao vậy? Ngài xem các Ngài dạy cho con cháu thế hệ sau, khiến cho tâm của chúng thiện lương. Trong chương trình đó Ngài đã từng nói qua, làn sóng cho thiện tâm này phát ra là thiện. Đúng vậy. Cho nên giáo dục văn hóa truyền thống, sau khi mỗi người học tập xong thì sống tâm của họ đều là thiện, vậy thì thiên hạ sẽ thái bình rồi, gia đình sẽ hạnh phúc, hòa mục, không còn tai họa nữa. Họ nói sự giáo dục này hóa ra phù hợp với khoa học vĩ đại nhất, hóa ra là sự việc như vậy. Họ giải thích như vậy có đúng không ạ? Đúng vậy. Bạn xem sự thành tựu ở Trấn Thang Trì, có rất nhiều người hiểu sai là hình như tôi có một năng lực gì đó. Tôi liền nói với mọi người là tôi không có gì cả, đây là sức mạnh của giáo huấn tổ tiên. Người nào đề xướng, người nào đi làm sự nghiệp này thì người đó thành công. Người nào làm cũng được mà. Tôi nói điều này tuyệt đối không phải là năng lực của tôi. Tôi làm gì có loại năng lực này, phải dựa vào tổ tiên, dựa vào Phật Bồ Tát. Chúng ta là y giáo phụng hành. Nhìn thấy thành quả thế này, đây là chứng minh cho bạn xem, bạn nên đi thử nghiệm, đi học tập. Lúc nãy chúng ta nói đến câu nhân định thắng thiên. Nếu như căn cứ theo quan niệm của nhà Nho để giải thích thì con người chính là xã hội đại chúng, tâm của họ đều an định, thân phận của họ đều là mỗi người căn cứ theo bổn phận của chính mình mà làm việc. Sức mạnh này là lớn nhất, sức mạnh được tập trung có thể còn lớn hơn cả thiên, lớn hơn cả sức mạnh của tự nhiên. Đúng vậy, không sai. Bạn nói đến điều này thì vẫn còn một câu nữa là nhân giả vô địch. Có rất nhiều người lý giải sai là vô địch có nghĩa là rất mạnh mẽ, không ai có thể thắng nổi mình. Kỳ thực họ đã lý giải sai ý nghĩa. Người nhân từ, trong nội tâm của họ tuyệt đối không có một sự đối lập nào. Không đối lập đối với người, không đối lập đối với sự, không đối lập đối với thiên địa vạn vật, không đối lập thì gọi là hài hòa. Đó gọi là thật sự nhân từ. Đúng vậy, đó là nhân từ. Trong tâm không có đối lập thì bên ngoài của họ sẽ không có kẻ thù, nên gọi là nhân giả vô địch. Đúng rồi, đúng rồi. Nhân giả vô địch là ý nghĩa này. Có kẻ thù liền có tai họa. Đúng vậy, rất nhiều người lý giải sai lời nói này của người xưa rồi. Bạn đối lập với tự nhiên, bạn muốn cải tạo nó thì thế giới tự nhiên chính là kẻ thù của bạn. Đúng vậy, không sai. Sẽ là kẻ thù, họ sẽ phản kháng. Bạn đối lập với quốc gia khác thì quốc gia đó sẽ kết thù với bạn. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là giáo dục sâu sắc đến vô cùng, thật sự ý vị. Ngày nay không có người dạy nữa rồi. Đúng vậy, không có người dạy. Hơn nữa lại còn dạy sai. Đúng vậy. Nhưng ngày mùng 5 tháng 5 năm 2008, khi Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm đã từng nói một câu như thế này: loài người hiện nay đã gặp phải thảm họa lớn rồi. Quả thật có rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề này. Thật sự là gặp phải thảm họa lớn rồi. Vậy thì bây giờ nên phải làm thế nào? Làm thế nào để hồi đầu? Làm thế nào mới có thể cứu giảng? Mọi người sợ sẽ có tai họa nhiều hơn nữa. Đúng vậy. Nếu như bạn có thể thực sự tin tưởng văn hóa truyền thống, tin tưởng tổ tiên, bạn quay lại tìm về tổ tiên, bạn học cho tốt đệ tử quy thì bạn có thể tiêu tai miễn nạn. Không cần nhiều. Ba cái gốc của chúng ta, bạn chỉ cần bắt đầu học một cái, nhất định phải bắt đầu học từ đây. Vì sao vậy? Đó là căn bản của căn bản. Nếu như bạn có thể tiếp tục học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp, vậy thì tiền đồ của bạn sẽ rất tươi sáng. Khu vực khác có tai họa, khu vực của chúng ta không có. Đúng vậy, không sai. Cho dù có tai họa thì bạn cũng được ông trời phù hộ cho người hiền. Ngài đã từng nói một câu như thế này: người thế gian ngày nay nếu như đều không tin tưởng Phật Pháp nữa, đều không tin tưởng nhân quả nữa, đều không tin tưởng tổ tiên nữa, vì thế gian này sẽ không còn cứu được nữa rồi. Vậy thì mở rộng lời nói này ra, có thể nói con người này hoặc là gia đình này, họ không tin tưởng Phật Pháp, họ không tin tưởng nhân quả nữa, vậy thì không cứu được nữa rồi. Đúng vậy. Xã hội, quốc gia đều là như thế.
Thế nhưng tin tưởng Phật Pháp không phải là việc đơn giản như vậy. Người xưa nói rất hay, Phật Pháp không người giảng, có trí cũng không hiểu được. Có mấy người thật sự có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước để khế nhập kinh giáo chứ? Những người như thế này càng ngày càng ít rồi. Đầu năm dân quốc có vài vị nhưng đều qua đời rồi. Trước mắt có vài người nhưng cũng đã già yếu rồi. Ngài Quan Niệm Tổ là một người thật sự thông đạt. Mấy năm trước Ngài đã giảng sanh rồi, càng ngày càng ít đi rồi. Điều này có phải là chứng minh phước báo của người thế gian càng ngày càng mỏng đi? Đúng vậy, không có phước nữa rồi, không có người dạy bảo nữa rồi. Đúng vậy, không sai, không có người cứu họ rồi. Cho nên hiện nay chúng tôi kỳ vọng thế hệ trẻ thật sự có thể buông xuống. Chính là tôi từng nói, 10 năm gian khổ học tập, thành tựu chính mình, sau đó mới có thể kế thừa huệ mạng của Phật, phổ độ chúng sanh. Cần phải triệt để buông xuống thì bạn mới có thể nhập môn. Điều tôi thường xuyên nhắc đến là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, tất cả đều phải buông xuống thì bạn mới có thể nhập môn. Nếu như bạn không buông xuống được thì đây chính là chướng ngại. Phật đến dạy cho bạn thì bạn cũng không nhập môn được rồi. Lời Ngài vừa nói là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, là đang bồi dưỡng lực lượng cứu vớt thế gian này. Đúng vậy, thời gian ít nhất phải 10 năm. 10 năm là tiểu thành tựu, thành tựu nhỏ ban đầu. Thành tựu lớn cần phải 20-30 năm. Có đội ngũ được bồi dưỡng ra như Ngài vừa nói thì xã hội loài người, rất nhiều gia đình, dân tộc chúng ta có tiền đồ rồi. Đúng vậy, nếu như nói là có thể dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet và truyền hình vệ tinh, dùng những thứ này để quảng bá, thì thật sự cho dù là ở trong một phòng ghi hình nhỏ bé giảng kinh dạy học, thì con người trên toàn thế giới đều có được lợi ích thông qua truyền hình vệ tinh. Không sai, mọi người đều có thể xem thấy. Thông qua lần này có thể chứng minh là con người đối với Lô Giang hay là một vài khu vực khác, bốn khu vực đó tổ chức trung phong tam thời hệ niệm, gọi là Pháp hội hộ quốc tiêu tai, có được lòng tin rất lớn. Mọi người nhìn thấy người xuất gia khi gặp phải tai họa thì nên làm những gì? Ngài có thể nói chi tiết một hai câu cho mọi người biết là người xuất gia khi gặp phải tai họa thì nên làm gì không ạ? Bản thân nên nghiêm túc tu hành, chính là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Vì sao vậy? Đây là căn bản. Bạn không có đức hạnh thì sống mà bạn tỏa ra giống như những người bình thường khác, bạn không thể trung hòa sống bất thiện. Nếu như bản thân bạn đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì sống mà bạn tỏa ra là thiện, sống của người bình thường là bất thiện. Hai sống thiện và bất thiện này khi vừa gặp nhau sẽ làm giảm nhẹ sống bất thiện kia. Sống thiện này của bạn sẽ có một chút dao động, nhưng sống bất thiện kia được giảm nhẹ rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Sống bất thiện này sau khi bị tiêu trừ thì tai họa liền không còn nữa. Đúng vậy, tai nạn sẽ được giảm nhẹ đi, ít nhất là giảm nhẹ. Tai nạn nhỏ sẽ không còn nữa, tai nạn lớn sẽ chuyển thành nhẹ. Cho nên điều này có đạo lý ở trong đó. Khi gặp phải những tai nạn lớn thì những người xuất gia nên làm những việc như thế này. Không sai, tuyệt đối phải tu ba cái gốc này. Tôi đối với tất cả những người xuất gia, giờ giờ phút phút khuyến khích họ nhất định phải thực hiện được đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp 100%. Thêm một bước nữa là có thể thực hiện sa di luật nghi là tốt nhất. Chân thật có thể tự độ, độ tha. Mỗi một khu vực hoặc là mỗi một quốc gia, các nhà lãnh đạo nên làm những điều gì khi gặp phải những tai nạn này? Chỉ cần thật sự có thể thúc đẩy được sự giáo dục của đệ tử quy thì quốc thái dân an, lòng người đều hướng thiện rồi, thì tai họa tự nhiên sẽ không còn nữa.
có thể dùng đạo lý khoa học để làm một phán đoán. Sự giáo dục của đệ tử Quy thành công rồi, lòng người đều thiện rồi, sức mạnh sống tâm của mỗi người đều là thiện, không sai, đều là thiện, vậy thì sẽ không còn tai họa nữa. Giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắm làm thực nghiệm ở hồ Bi Qua. Nếu như trên TV trường kỳ phát sóng những chương trình giáo dục văn hóa truyền thống này, sự giáo dục của đệ tử Quy làm tiết mục hoặc là những bộ phim truyền hình để cho tâm của mọi người đều có thể biến thành tâm thiện, sống thiện, kỳ thực đây là một kiểu giáo dục tiêu tai giải nạn. Đúng vậy, có hiệu quả nhất mà đầu tư lại ít, mà lại có hiệu quả nhất. Truyền hình phát sóng tiết mục này thì đó chính là Phật Bồ Tát trụ thế, đó là công đức vô lượng vô biên. Các ngài cứu được quốc gia, cứu được xã hội, cứu được thế giới. Thế nhưng có chính phủ quốc gia nào mà không quan nên sự giáo dục này? Họ đều hy vọng không có tai nạn. Đúng vậy, chính là như vậy. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa có người thật sự hiểu được luân lý đạo đức, lại có được sức mạnh lớn như vậy. Hiện nay vẫn chưa có người phát hiện ra. Nếu như thật sự có người phát hiện ra, cực lực đề xướng, thì chỉ cần một quốc gia, một khu vực đề xướng, thì các quốc gia khác đều sẽ giác ngộ. Cho nên việc dẫn đầu rất khó. Nhiều năm qua tôi đều muốn tìm người dẫn đầu. Ngày nay khi nhìn lại thì hình như có một hy vọng, đó chính là Malaysia và nước Úc xuất hiện dấu hiệu này rồi. Ở Malaysia thì do những trường của người Hoa dẫn đầu, hơn 3.000 thầy cô giáo, và cuối tháng này sẽ tập trung ở Kuala Lumpur để nghiên cứu đệ tử Quy. Trung Quốc chúng ta dân số rất nhiều người, diện tích cũng rất lớn. Nếu như Trung Quốc dẫn đầu làm tấm gương này, thúc đẩy sự giáo dục của đệ tử Quy, sự giáo dục của văn hóa truyền thống, vậy thì đối với nhân loại, vậy thì sẽ cứu được toàn thế giới. Chính là nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Người Trung Quốc sẽ cứu toàn thế giới. Bạn nhất định phải tự cứu mình trước thì bạn mới có thể cứu được toàn thế giới. Bởi vì chúng ta cần phải làm ra một tấm gương cho mọi người xem. Đúng vậy, hiện nay đang làm pháp hội tiêu tai hộ quốc 700 ngày trong 4 khu vực. Nếu như là 40 khu vực, 400 khu vực, vậy thì rất tuyệt vời, không thể nghĩ bàn. Vậy thì tai họa trong khu vực của Trung Quốc sẽ giảm đi với mức độ rất lớn. Điều này chúng ta nhất định có thể tin tưởng. Hơn nữa việc này không cần phải đầu tư, tốn chi phí. Đúng vậy, hơn nữa đệ tử nhà Phật đều vui lòng đến cống hiến.